Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem kênh LA34 trong buổi chiều nay để cùng theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của đài chúng tôi. Bản tin chiều nay ngày 1 tháng 10 năm 2016 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Diện tích cây thanh long phát triển mạnh không theo quy hoạch, cảnh báo tình trạng cung vượt cầu. Trong phần tin trong nước, mặc dù dự báo cuối năm thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều khởi sắc, tuy nhiên tình hình mưa ngập tại thành phố hiện nay sẽ tác động ít nhiều đến thị trường nhà ở. Tin quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF quan ngại thực trạng trẻ em thương vong do chiến sự tại Syria. Và bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin chiều nay, mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay thì nông dân ở huyện Cần Chuột đã thả nuôi 2.130 hectare tôm nước lợ, sản lượng hơn 3.100 tấn, đạt 63% kế hoạch. Tuy nhiên thì do thời tiết nắng nóng kéo dài, dịch bệnh phát sinh đã gây thiệt hại gần 55% diện tích thả nuôi. Nhằm đảm bảo chỉ tiêu về diện tích và sản lượng nuôi tôm nước lợ, ngành chuyên môn huyện Cần Giuộc khuyến cáo những hộ dân nuôi tôm nếu có trữ nước từ các vụ nuôi trước, chất lượng và độ mặn thích hợp thì tiếp tục thả nuôi. Trước khi nuôi cần xử lý ao nuôi đúng quy trình kỹ thuật, xử lý qua ao lắng trước khi cấp vào ao nuôi. Chọn mua con giống tại các cơ sở có uy tín, chất lượng đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y. Với tình hình dịch bệnh, giá tôm xuống thấp như hiện nay, nhiều hộ nuôi tôm ngưng thả nuôi hoặc chỉ nuôi cầm chừng. Vào những tháng cuối năm, thời tiết và nhiệt độ môi trường nước giữa ngày và đêm chênh lệch, nên tôm dễ sinh dịch bệnh, sinh trưởng và phát triển chậm. Do đó, hộ nuôi cần thường xuyên kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước để điều chỉnh và xử lý phù hợp. Khi dịch bệnh xảy ra, cần báo ngay cho trạm thú y huyện để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, với chi phí đầu tư trên 300 triệu đồng một hecta, thời gian thu hoạch khá dài, giá trị kinh tế mang lại cao gấp nhiều lần so với cây mía. Giá bán trong những năm gần đây luôn ở mức cao, nên trong thời gian qua thì nhiều nông dân ở huyện Bến Lức đã chọn cây thanh long để phát triển kinh tế gia đình thay cho cây mía hay là cây mì. Chuyện trồng thanh long đang được người dân các xã Nhật Chánh, Lương Bình, Lương Quả, Thạnh Quả, Bình Đức của huyện Bến Lức quan tâm hàng đầu hiện nay. Bởi cây trồng này đã giúp cho nhiều người thu lời hàng trăm triệu đồng. Trong đó có gia đình bà Trần Thị Thu Ba ở ấp 4 xã Lương Bình. Trước đây chơi gần 3 hectare đất nông nghiệp, bà Ba chỉ chú tâm trồng mía, nhưng giá mía bấp bênh, sau mỗi vụ trồng đều thua lỗ. Giờ đây với 1.000 gốc thanh long ruột đỏ, mỗi năm cho thu hoạch khoảng từ 18 đến 20 tấn, với giá bán dao động từ 6.000 đến 8.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cũng mong cho có được cái đầu ra để mà nó ổn định giá mình mừng, mình khỏi có lo thu nhập đồ, mình tới tháng mình biết nó là bao nhiêu, mình mừng, mình vững bụng, mình mừng thôi. Chứ còn tới tháng mà hô trái chín, cái trợ trong bụng nó rầu lo lắm, sợ mà không ai mua hết ráo. Theo có hiệu quả, cho nên nhiều gia đình ồ ạt chuyển sang trồng thanh long. Đến thời điểm này, toàn huyện Bến Lức có trên 40 hộ trồng thanh long với diện tích trên 80 hectare. Việc phát triển ồ ạt cây trồng này không theo quy hoạch như hiện nay là điều rất đáng lo. Vì theo các hộ trồng thanh long cho biết, đầu ra của loại trái này chủ yếu vẫn qua thương lái nhỏ lẻ. Về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật thì bà con ở đây cũng thiếu thốn rất là nhiều. Tại vì ở đây chúng ta chỉ có một hộ, một vài ba hộ đi trồng thanh long thì không thể nào mà tổ chức để tập huấn cho bà con mà chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là trồng rồi chăm sóc cho cây thanh long. Đó là những cái điều mà khó khăn của bà con nông dân mà tự phát để trồng cái cây thanh long thì cũng rất mong với góc độ của hội nông dân địa phương thì mong bà con chúng ta cũng nên cẩn trọng để mà chuyển đổi cây trồng nào cho phù hợp với từng vùng lãnh thổ cũng như là điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để mà chúng ta có được cái cơ hội mà khi sản xuất cái hàng nông nghiệp mà sản phẩm chúng ta làm ra để có cái đầu ra ổn định, góp phần ổn định cái kinh tế của gia đình cũng như của địa phương. Chuyển đổi cây trồng để tăng thu nhập là nhu cầu chính đáng của nông dân. Tuy nhiên, cần có quy hoạch kịp thời, định hướng cho nông dân, tránh tình trạng cung vượt cầu, để rồi nông dân lại trồng, rồi chặt rồi trồng. Kính thưa quý vị, cứ đến mùa nước nổi thì nông dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và nông dân ở vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Long An nói riêng lại đi bắt ốc bu vàng, lấy thịt ốc bán lại cho thương lái. Hoạt động này một mặt góp phần diệt loại sinh vật nguy hại này, mặt khác còn giúp cho người dân có thu nhập mỗi ngày từ 100.000 đồng cho đến 200.000 đồng một người. Ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng được biết là thủ phủ làm ốc bu vàng bởi có hàng trăm hộ sống nhờ vào nghề này. Mùa ốc đã bắt đầu được gần một tháng nay,
nước lũ càng lớn thì lượng ốc bắt được càng nhiều. Tuy nhiên, nghề mà mọi người nghĩ là làm chơi ăn thiệt này cũng lắm gian nan. Từ 5 giờ chiều, anh Quỳnh Văn Nhiễn, xã Vĩnh Thạnh đã phải lên xuồng đi bắt ốc đến 5 giờ sáng hôm sau mới kiếm được 150 kg ốc. Sau khi luộc chín, ngồi lấy thịt ốc đến tận 2-3 giờ chiều mới ra được 40 kg. Thương lái đến tận nơi mua với giá 12.000 đồng một ký. Người dân thu được 100-200.000 đồng một người một ngày. Những người không có điều kiện đi bắt ốc thì lễ ốc thuê cũng kiếm được vài chục ngàn. Tại vì không có phương tiện, không có vốn, không có làm cá mắm nên mới đi bắt ốc. Ngày kiếm được hai đứa, kiếm được chắc cũng 200-300. Ngày đêm mới ngang. Chưa tính mướn người lấy nữa đó. Hầu như những hộ không có phương tiện và không có vốn để đầu tư ngư cụ đánh bắt thủy sản đều chọn nghề bắt ốc bưu để mưu sinh mùa nước nổi. Ngay cả những hộ chuyên nghề chài, lưới, nuôi cá trong dèo cũng chuyển sang nghề làm ốc để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần tuyên truyền cho người dân bắt ốc cần đảm bảo vệ sinh môi trường vì sau khi lấy phần thịt ốc, vỏ ốc được người dân đổ bừa bãi dọc theo các bờ kinh gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thực tế này đã xảy ra trong những mùa nước lũ trước đây. Tiếp tục bản tin chiều nay sẽ là những thông tin trong nước đáng quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì tính chung 9 tháng qua, ngành nông nghiệp tăng trưởng 0,68% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,3 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 17,74 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 5,6 tỷ đô la Mỹ. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2016 theo giá so sánh 2010 đạt 594.000 tỷ đồng, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng trưởng dương của toàn ngành nông nghiệp 9 tháng có được nhờ sự khởi sắc của nhiều nhóm ngành hàng. Trong đó, đáng chú ý là chăn nuôi phát triển tương đối ổn định do dịch bệnh không xảy ra và giá bán duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Trước đó, tính chung 6 tháng đầu năm nay, ngành nông lâm thủy sản tăng trưởng âm khi giảm tới 0,18%. Nguyên nhân được cho là do sản lượng lúa đông xuân năm nay chỉ đạt 19,4 triệu tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu nông lâm và thủy sản 9 tháng qua đạt 23,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Ở chiều nhập khẩu, 9 tháng đạt giá trị kim ngạch 17,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, tính chung 9 tháng thì xuất khẩu nông lâm và thủy sản cả nước xuất siêu 5,6 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì dự báo năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ cán mức là 2,5 cho đến 2,6 tỷ đô la Mỹ, có thể lần đầu vượt qua kim ngạch xuất khẩu lúa gạo. Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh là nhờ nhiều thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn sản phẩm đã, đang và sẽ tiếp tục mở rộng cửa cho trái cây Việt Nam. Cụ thể, thanh long, chôm chôm, nhãn, dải thiều đã được phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 5 tháng đầu năm xuất khoảng 2.000 tấn, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2015. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính tới hết tháng 8, xuất khẩu rau quả đạt trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh gần 130% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng có giá trị lớn nhất trong tất cả các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu trong 8 tháng qua. Đại diện Cục Bảo vệ Thực vật khẳng định, thời gian qua, đã có rất nhiều sản phẩm rau quả sau khi kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã tìm được thị trường xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, ổn định. Kính thưa quý vị, theo dự báo của các công ty nghiên cứu tư vấn bất động sản, thì thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh những tháng cuối năm sẽ có sự khởi sắc. Hai phân khúc thể hiện sự tăng trưởng mạnh nhất là thị trường bán lẻ và nhà ở. Tuy nhiên thì những âu lo về tình hình mưa ngập tại thành phố cũng sẽ tác động ít nhiều tới thị trường nhà ở. Việc đưa vào khai thác sử dụng các trung tâm thương mại lớn tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây đã khiến cho phân khúc này tăng trưởng mạnh, giá thuê mặt bằng tại các trung tâm cũng tăng nhẹ. Tỷ lệ trống được cải thiện, phần nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố nói chung. Mặc dù số lượng căn hộ chào bán giảm, nhưng số lượng căn hộ tiêu thụ lại tăng 32% so với quý trước, chủ yếu nằm ở phân khúc trung cấp với giá bán hợp lý, giúp khả năng tiêu thụ trên toàn thị trường tăng cao. Phần lớn các dự án này được chào bán bởi những chủ đầu tư có uy tín.
sự bàn giao đúng tiến độ như là cam kết với người mua, nó khiến cho người mua cũng cảm thấy an tâm hơn đối với thị trường. Và khi họ đang cân nhắc là nên đầu tư vào thị trường như thế nào thì đây là những cái yếu tố khiến họ quyết định họ bỏ tiền ra để mua các căn hộ. Mặc dù thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá khởi sắc trong những tháng cuối năm, tuy nhiên xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại về tình hình nước ngập tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Ngay cả những khu vực vàng, khu vực trước nay không ngập cũng đã bị ngập, sẽ ảnh hưởng đến giá bán cũng như tâm lý của người mua nhà tại các khu vực trên, từ đó tác động tới nhà đầu tư. Đứng về phía các chủ đầu tư, họ sẽ phải làm việc nghiêm túc và rất thận trọng trong việc xây dựng các tầng hầm, bởi các chung cư sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong việc bị ngập lụt ở các tầng hầm. Do đó sẽ ảnh hưởng đến tài sản của người mua. Đây sẽ là vấn đề mà các chủ đầu tư sẽ phải làm việc để trấn an tâm lý của người mua và chứng tỏ cho người mua thấy rằng chất lượng tầng hầm của họ đạt tiêu chuẩn để mà chống chọi được với các trận mưa lớn. Thị trường bất động sản khởi sắc gần đây cộng hưởng từ sự tăng cường kết nối, tiếp cận và cải thiện về cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận ở hiện tại và trong tương lai, khiến cho các dự án dọc theo tuyến metro, cao tốc Long Thành Dầu Dây, tuyến cầu đường Cát Lái Nhân Trạch phát triển mạnh mẽ, khiến cho nguồn cung mới trong những tháng cuối năm 2016 và thời gian tới sẽ ngày càng phát triển.